Xin chào, tôi là Hà Niêu Thúy đến từ đài BDF TV thuộc biệt đội Quay Lén. Hôm nay ekip của chúng tôi đến thăm ghé thăm văn phòng BDF Hà Nội để xem nọt team chuẩn bị như thế nào cho tiết mục dự thi của mình vào đêm gala tới. Hãy cùng tôi vào bên trong xem đội của họ tập luyện như thế nào nhé. Rồi tập luyện em ơi, tập luyện đi, sắp dự thi cử đến nơi rồi. Ui giời, anh cứ từ từ, Hà Nội không vội được đâu. Chào anh ạ, anh và đội của mình đang tập luyện cho tiết mục dự thi vào đêm gala tới của BDF phải không ạ? Đúng rồi. Đội của mình phải hóa thân vào nhân vật nào anh? Trong tất cả chúng ta thì ai cũng đều có những tuổi thơ rất là dữ dội, và ai cũng có những cái ký ức rất là đẹp về bà ngoại thân yêu của mình. Và cũng từ những lý do đó thì team của chúng tôi đã lựa chọn nhạc phẩm Lỗi Tôi với sự hóa thân vào nhân vật mẹ Anh Duy và ca sĩ Minh Thuận. Bật mí cho em xin biết là vai ai sẽ thủ vai mẹ Anh Duy và ai sẽ thủ vai bà nội trong tiết mục đó không ạ? Đây là một câu hỏi rất là thú vị và bí mật sẽ được bật mí. Theo anh nghĩ là cái bài hát này mang phong cách Nam Bộ, mà anh em mình là người Bắc, mang giọng Bắc nên rất là khó trong cái việc mà đặt quen với cái giọng hát Nam Bộ. Với anh nghĩ đấy là cái rất là khó cho anh em người Bắc. Xin anh cho hỏi là team của mình gặp phải khó khăn gì khi mà tập luyện tiết mục này ạ? Đường xá xa xôi, mỗi người một nơi. Bọn anh vẫn phải chạy số không hề được giảm thế nào hết. Mỗi người có một khó khăn riêng. Tuy nhiên với em thì gặp một cái khó khăn là cực kỳ là vất vả, vì em con là rất là nhỏ. Con em mới được có 6 tháng thôi. Em ngày đi làm như này, buổi tối về thì cho con bú. Không có thời gian nào mà tập luyện, có khi buổi sáng vừa cho con bú vừa học hát, buổi tối vừa vắt sữa vừa học hát là chuyện bình thường. Thật sự là chúng tôi không nghĩ đến giải quán quân, mà mục tiêu của tôi là lấy 10 triệu thôi.